Howard Carter, người tìm ra lăng mộ Tutankhamun, cũng là kẻ trộm cổ vật. Nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter chính là tác giả của phát hiện khảo cổ chấn động nhất thế kỷ 20, tìm ra lăng mộ hơn 3.000 năm tuổi của Pharaoh Tutankhamun cùng kho báu khổng lồ của ông vào năm 1922. Nhưng không thể ngờ, đúng 100 năm sau phát hiện chấn động ấy, một bí mật động trời đã được các nhà sử học hé mở. Howard Carter chính là người ăn trộm cổ vật trong lăng mộ ngàn năm. Bén duyên với khảo cổ học một cách tình cờ. Howard Carter sinh năm 1874 tại thành phố London của nước Anh. Ông là con trai của Samuel Carter, một nghệ sĩ, người luôn hy vọng rằng Howard có thể kế nghiệp mình. Dù vậy, khi lớn lên, Howard Carter đã có một lần tình cờ được tham gia vào cuộc thám hiểm cùng các nhà khảo cổ tại Ai Cập. Thế là từ đó ông bắt đầu bén duyên với công việc khai quật và thực hiện ghi chép các họa tiết trong các ngôi mộ. Sự nghiệp khảo cổ của Howard Carter ban đầu cũng rất thuận lợi. Ông được bổ nhiệm làm chánh thanh tra cổ vật Ai Cập năm 1899. Tuy nhiên, một biến cố ngoài tầm kiểm soát vào năm 1904 đã khiến ông buộc phải từ chức và sự nghiệp nghiên cứu khảo cổ gần như tiêu tan. Tuy vậy, Howard Carter vẫn không từ bỏ tham vọng. Ông mong rằng một ngày nào đó mình sẽ tìm được ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamun. Pharaoh Tutankhamun là vị vua đời thứ 18 thuộc vương triều Ai Cập, lên ngôi năm 1332 trước công nguyên, lúc vừa tròn 9 tuổi. Ông là vị hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Triều đại Pharaoh Tutankhamun được coi là thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất trong mọi triều đại, bởi lẽ Ai Cập chưa bao giờ hùng mạnh đến thế. Tuy nhiên, vào năm 1352 trước công nguyên, khi vừa tròn 19 tuổi, Pharaoh Tutankhamun đột ngột qua đời một cách bí ẩn. Trải qua mấy nghìn năm, trong khi các ngôi mộ hoàng gia Ai Cập đều đã bị đào bới gần hết và tất cả hiện vật trong các lăng mộ này đều đã bị lấy trộm, thì riêng lăng tẩm của Pharaoh Tutankhamun lại không thể tìm thấy dấu tích. Chính điều này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới khoa học, trong đó có Howard Carter. Người đầu tiên tìm ra lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun. Lord Carnarvon là một bá tước giàu có. Ông đã bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi ở Đức và được chuyển tới London để điều trị. Bác sĩ điều trị đã khuyên Carnarvon tới Ai Cập với hy vọng khí hậu ở đây có thể giúp ông mau chóng bình phục. Nghe lời khuyên, bá tước Carnarvon đã đến Ai Cập lần đầu tiên vào năm 1903. Thực tế đã chứng minh khí hậu ở đất nước Kim Tự Tháp rất phù hợp với thể trạng của Carnarvon. Thế nhưng bản thân ông lại cảm thấy khá buồn chán. Sau cùng, ông quan tâm tới khảo cổ học và mong muốn khám phá kho tàng văn minh Ai Cập. Và sau khi tham khảo ý kiến của vài người bạn, Carnarvon đã gặp mặt Howard Carter tại Luxor vào năm 1907, đề nghị hợp tác thực hiện những dự án khảo cổ sắp tới. Từ năm 1907 tới 1915, nhà khảo cổ học Howard Carter dưới sự bảo trợ về tài chính của bá tước Carnarvon đã đạt được rất nhiều thành tựu khi khoan và thăm dò một số ngôi mộ ở các bang miền Trung, tìm thấy một số cổ vật của nữ hoàng Hatshepsut, Pharaoh Ramses thứ tư. Mặc dù vậy, tham vọng tìm được ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamun vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Thế nhưng sau nhiều năm kiên trì khảo cứu, ngày 4 tháng 11, 1922, nhà khảo cổ học Howard Carter và nhà tài trợ bá tước Lord Carnarvon đã chính thức tìm thấy ngôi mộ của vua Tutankhamun ở một góc khuất tại thung lũng các vị vua, thành phố Luxor, cách thủ đô Cairo 700 km ngược dòng sông Ninh. Thành quả khiến cả thế giới sửng sốt. Cho đến lúc nhóm khai quật của Howard Carter tìm thấy các bước dẫn đến ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamun, thì ngôi mộ của vị Pharaoh này vẫn là ngôi mộ nguyên vẹn nhất trong số những ngôi mộ từng được tìm thấy trong thung lũng các vị vua. Khi bắt đầu tiến hành khai quật, nhóm khảo cổ của Howard Carter đã khám phá ra một kho tàng vô giá vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Đó là những đồ vật bằng vàng khối, những bảo thạch, những đồ giác ngọc tập trung nơi chiếc quan tài rực rỡ có chứa thi thể Pharaoh Tutankhamun. Thi thể của vị Pharaoh này được ướp trong một cái quách trang trí công phu và úp lên mặt ông là chiếc mặt nạ vàng có nạm những viên đá quý. Số đồ tùy táng quý giá trong mộ của Pharaoh Tutankhamun nhiều tới mức đã làm các nhà khảo cổ học phải choáng ngợp. Tháp tùng vị vua trẻ tuổi là hơn 5.000 tác phẩm thủ công thời cổ đại, chưa kể rất nhiều đồ trang sức, tượng, bùa chú, đồ đạc và thậm chí cả một quan tài tạc bằng vàng rồng. Tất cả đã khiến cả thế giới kinh ngạc và giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu thêm về lịch sử Ai Cập thời kỳ đó.
Các nhà khảo cổ học thậm chí phải dành cả 10 năm trời chỉ để thống kê và đặt tên cho những đồ vật được tìm thấy trong mộ của pharaoh Tutankhamun. Chỉ đến khi nhà khảo cổ Howard Carter công bố công trình nghiên cứu về sự tồn tại của lăng mộ Tutankhamun, thế giới khảo cổ học mới tin rằng kho báu Tutankhamun là thật chứ không phải chỉ có trong truyền thuyết. Sau khi những nghiên cứu của Howard Carter về xác ướp của pharaoh Tutankhamun được tiết lộ, người ta biết được ông cao tầm 1m6, cũng như tổ tiên của mình, ông đã được nuôi dạy để trở thành chiến binh. Trong lăng mộ ông có 6 cỗ xe ngựa, 50 cái cung, 2 thanh gươm, 8 cái khiên, 2 lưỡi dao găm, súng cao su đủ loại và các loại boomerang. Trên những cái rương gỗ trong lăng mộ là hình ảnh miêu tả ông đang cưỡi ngựa xông vào thành, tay đang giương cung bắn và bánh xe ngựa của ông nghiền nát quân xâm lược Nubian. Nhưng sau rất nhiều cuộc nghiên cứu cho đến nay, nguyên nhân cái chết của pharaoh Tutankhamun vẫn còn là một điều bí ẩn. Có giả thuyết cho rằng vị vua này bị ám sát, nhưng cũng có ý kiến nghiêng về khả năng ông chết là do vết thương ở chân bị hoại tử. Về nguồn gốc của pharaoh Tutankhamun cũng chưa có câu trả lời rõ ràng. Một số chuyên gia khẳng định vị vua này là con của pharaoh Akhenaten và hoàng hậu Nefertiti, nhưng cũng xuất hiện những giả thuyết cho rằng mẹ ông là một công chúa nước ngoài hoặc người vú nuôi tên Maya. Tóm lại, pharaoh Tutankhamun vẫn là một bí ẩn đầy thách thức và các nhà khoa học sẽ còn phải nghiên cứu rất nhiều về vị vua này. Kể từ khi lăng mộ Tutankhamun được phát hiện với các hiện vật còn gần như nguyên vẹn, thung lũng các vị vua của Ai Cập trở nên nổi tiếng. Nó trở thành di sản thế giới năm 1979 và cho đến giờ, các hoạt động thăm dò, khai quật, bảo tồn vẫn đang được tiếp tục. Là kẻ ăn cắp cổ vật. Howard Carter đã từng tuyên bố rằng kho báu trong lăng mộ pharaoh Tutankhamun không còn nguyên vẹn do bị cướp phá trong thời cổ đại. Thế nhưng tuyên bố này không nhận được sự đồng tình từ các nhà Ai Cập học. Năm 1947, trên một tạp chí khoa học ít người biết đến ở Cairo, Alfred Lucas, một trong những nhân viên của Carter, đã báo cáo rằng chính ông Carter đã bí mật tự mình phá cửa phòng chôn cất để lấy cắp những cổ vật, sau đó bịt lại. Dẫu vậy, những cáo buộc vẫn không đủ chứng minh Howard Carter đã ăn cắp cổ vật từ lăng mộ pharaoh Tutankhamun. Tuy nhiên, một manh mối gần đây đã được đưa ra thông qua một bức thư chưa được công bố trước đó. Bức thư do Alan Gardiner, một nhà ngôn ngữ học gửi cho Howard Carter vào năm 1934. Theo đó, Howard Carter đã nhờ Alan Gardiner dịch giúp chữ tượng hình trên một lá bùa hộ mệnh được tìm thấy trong ngôi mộ 3.300 năm tuổi. Khi đó, Howard Carter đảm bảo rằng lá bùa ấy không phải được lấy từ lăng mộ của pharaoh Tutankhamun. Thế nhưng Alan Gardiner đã đưa chiếc bùa hộ mệnh đó cho Rex Engelbart, giám đốc bảo tàng Ai Cập ở Cairo lúc bấy giờ. Từ đó xác định được rằng nó được làm cùng một khuôn với các bùa hộ mệnh khác có trong bảo tàng, và vì vậy nó chắc chắn được lấy từ lăng mộ của pharaoh Tutankhamun. Trong thư viết cho Howard Carter, Alan Gardiner đã đính kèm xác nhận của ông Engelbart. Trong đó có nội dung: bùa hộ mệnh mà anh đưa cho tôi chắc chắn đã bị đánh cắp từ lăng mộ của Tutankhamun. Tôi cực kỳ hối hận vì đã bị đặt vào một vị trí quá khó xử. Dẫu vậy, tôi đương nhiên đã không nói với Engelbart rằng tôi đã có bùa hộ mệnh đó từ anh. Các bức thư của Alan Gardiner viết cho Howard Carter hiện nằm trong một bộ sưu tập tư nhân sắp được xuất bản trong một cuốn sách của nhà xuất bản Đại học Oxford mang tên Tutankhamun and the Tomb That Changed the World, tạm dịch Tutankhamun và lăng mộ đã thay đổi thế giới. Tác giả của cuốn sách này, Bob Breyer, một nhà Ai Cập học hàng đầu tại Đại học Long Island, nói với Observer rằng những nghi ngờ về việc Howard Carter đánh cắp kho báu từ lâu đã được đồn đại, nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ấy là người đã đánh cắp cổ vật từ lăng mộ của pharaoh Tutankhamun. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!